Nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông, xem nhiều kênh giá rẻ nhé. Tiếp tục xả lỗ một mẫu Vios 2018 65E1823 trắng ngọc trai, nước sơn bên ngoài very good, mẫu xe gia đình chắc khỏe đẹp bền, độ dẻo, độ cao, độ mịn, độ dày của em nó thì phải gọi là rất là ok rồi cô chú anh chị ạ. À, nồi đồng gối đá quốc dân là ở đây, hai cụm đèn halogen mới chen đây cô chú anh chị, len keng xà beng chưa, mặt ca lăng trước biểu tượng của Toyota nè, 1.5 thôi, bảng MT 65E15823 cô chú anh chị nha. Nguyên một dàn mâm của nó là rin nguyên bản theo xe luôn, nước sơn rin phủ lên tới 85%, 2018 mà, hàng cọp từ phần tappy nè, sáng sủa đẹp trai chưa, đó là em Vios nha cô chú anh chị nha. Vô lăng đẹp không ạ? À? Một lần nữa ạ, à, quá đẹp luôn. Gương cụp mở, gương chỉnh điện số sàn, bao rin bao phê, màn hình cảm biến cam hành trình nói chung full hết rồi, trang bị túi khí bên phụ bên tài nha cô chú anh chị, sạch sẽ không? Đó là mẫu xe quốc dân nồi đồng cối đá phấn son bảy màu còn rin như thế này, côn số cơ, khỏi chê, miễn bàn luôn, được chưa bà con? Mạc tem rin hết theo xe nè, bốn cánh cửa là dán toàn bộ phim cách nhiệt. Nói về mức độ tiêu hao nhiên liệu của em này, ngoài đô thị 5 lít, Trần Anh cứ cho 6 lít đi, 6 lít đi cô chú anh chị ạ. À, đẹp không ạ? À, nè, chốt 7 màu luôn nè, mới len keng như thế này, từ phần tắp bi đổ về nè, keo là keo rin hết toàn bộ nha, mâm mâm đúc là nguyên bản nè, 4 cái vỏ nè, 80% gầm bọng ở trong nè, sạch sẽ liền lạc đến không ngờ luôn. Ok chưa bà con cô bác? Đó, nồi đồng của đá quốc dân là ở đây. Cái cốt của em nó có đẹp không ạ? À, đây cô chú anh chị, keo nè, keo rim nha, nói chung xe không mất một phân chỉ nào đâu, cam đoan với bà con 100%, không cấn không lỗi, không mất một phân chỉ nào, sạch sẽ vô cùng. Anh chị xem nè, đẹp không ạ? À, quá đẹp. Em là bạn E cô chú anh chị nha, bạn E nha bà con nha. Đó, liền vô cùng, cực kỳ là liền, sạch sẽ không? Từ phần tắp bi, tắp lô nè, đẹp như thế này. Lót sàn nè, anh chị nè, lót sàn nguyên bản của đời Vios. Cái này mua hãng thì sẽ được tặng cái tấm để chân này nha cô chú anh chị nha. Bọc da nè, xịn sò không? Ở trong như là nỉ đó bà con, ở trong có nỉ đó nha, hai bên đẹp lắm. Ó, máy lạnh chừng anh đang đóng luôn rồi á. Em này tích hợp xi nhan cụp mở đăng kiểm tháng 2 năm 2024 nha cô chú anh chị nha. Đây là cục máy nè. Tỷ lệ bà con mua xe đời cao, càng cao thì tỷ lệ không làm máy càng nhiều. Đó vậy thôi, đó là nguyên tắc trong cuộc sống rồi. Tùy theo mức xe chạy nữa, hai bên là không có đâm pha cứng đụng, được chưa cô chú anh chị? Hai bên lường đẹp như nhau nè, đèn rin, máy rin keo nè, keo rin nguyên bản nè, phấn son bảy màu nè, còn chuẩn như thế này, số rin nha. Hai bên trụ bon điện đẹp chưa, hai bên nè, keo nè, keo rin toàn tập, mạc tem nguyên bản nguyên rin hết, sạch sẽ không cô chú anh chị? Đệm cao su của máy nè, bảy màu nè, bốn máy thôi, bốn máy nhỏ gọn thôi. Em này biệt danh nồi đồng cối đá từ xưa rồi, kể cả bà con mua về bà con chạy dịch vụ á, em nói thật lợi xăng lắm, lợi xăng, và nói chung em này đi vài ngàn km liên tục không bao giờ biết mệt mỏi. Đó là một đặc tính rất là hay của hãng Toyota, đưa lên một thương hiệu, đưa lên một thị trường cực kỳ là pro với mẫu xe này nha cô chú anh chị nha. Tiếp tục trải nghiệm phần gầm nè, gầm 2018 thì như chanh rồi cô chú anh chị ạ, à, như chanh. Anh chị thấy gầm đẹp không ạ? Đó, gầm 2018 đẹp không? Mới như chanh luôn, mới tinh, chuẩn không ạ? Đó, đam mê mẫu Vios 2018 này thì alo cho Trần Anh ô tô. Xe này Trần Anh sẽ bao rút hồ sơ cho cô chú anh chị nha, bao rút hồ sơ cho bà con cô bác luôn, 380 triệu báo giá luôn, không giấu giá, bớt 10 370, bao hồ sơ hết giá nha bà con nha. Em khép lại chương trình tại đây này, Trần Anh see you and goodbye.